Lưu Di Nhặt Vàng, tập 1. Chuyện xảy ra vào đời Tống dưới thời vua Trương Văn. Thông lệ thời đó cứ 3 năm có một lần khoa cử, nhưng số người được đề danh bảng vàng lại rất ít ỏi. Có rất nhiều học trò đi thi cho tới lúc tóc trên đầu đã bạc cũng không đậu, bỏ lỡ cả tuổi thanh xuân mà cũng hao tốn bao nhiêu tiền của. Một số nhân văn nghĩa sĩ mở các trường học miễn phí không lấy tiền để giúp cho những thư sinh tiếp tục việc học của mình. Nhân vật chính của chúng ta ngài Lưu Di, gia cảnh rất nghèo khó, chính xác là đến trường nghĩa thục này, chịu khó chịu khổ học tập. Bất dĩ kỳ đạo đắc chi, bất xử giả, bần giữ tiện thị nhân chi, sở ố giả, bất dĩ kỳ đạo đắc chi, bất cứ giả. Hôm nay mọi người vì bất nghĩa mà được phú quý, đối với tài như mây nổi, hãy viết một bài văn theo đề tài này. Vâng, thưa thầy. Đợi tôi với. Thưa thầy. Lưu Di, chút nữa con đi theo ta. Thưa thầy, hay là để học trò mang hộp gỗ giùm cho ạ? Vậy làm phiền con. Lưu Di này, còn rất giống ta hồi trẻ. Con có biết tại sao ta mở lớp học miễn phí tại nhà không? Thầy mở lớp tình thương là vì muốn giúp cho những đứa trẻ gia đình khó khăn như chúng con, giúp chúng con có được cơ hội đi học. Con biết không, chất liệu đá trên con đường đá này cùng với pho tượng Phật trong miếu kia giống nhau, đều có nguồn gốc từ một ngọn núi. Trường nghĩa thục của ta thật ra cũng giống như con đường đá ở đây. Con đường đá có thể đưa người ta đi qua ngọn núi này, đi theo đúng đường, cố gắng khiến họ đi qua được dễ dàng và tránh bị té ngã. Ngày xưa thầy cũng giống con bây giờ, có cơ hội tham gia khoa cử, nhưng lúc đó trong nhà rất nghèo nên không gom đủ tiền để theo hết cuộc thi, sau này làm ăn buôn bán cuối cùng mới có thể mở được trường nghĩa thục này. Nếu sau này con có thể cũng giống như thầy, mở một trường nghĩa thục thì quá tốt rồi. Một con đường đá qua núi có thể giúp được bao nhiêu người chứ?
Chẳng phải vẫn có người đi qua ngọn núi này sao ạ? Con xem, tượng Phật cũng không giống. Tượng Phật khi đã giúp tâm người hướng đến con đường chân chánh, xong rồi họ sẽ rời khỏi ngôi miếu. Ta cũng giống tâm lý của những người này thôi. Thầy chỉ có thể giúp đỡ được những người nào muốn đi qua con đường này, con hiểu không? Lưu Di à, lập tức lên đường tham gia ứng thí đi. Nếu con thi đậu, có thể làm một vị quan tốt, sẽ giúp được rất nhiều người đi vào chánh đạo. Chủ yếu chính là dẫn dắt lòng người đi vào đường ngay nẻo chính. Đi khỏi làng quê này, đem năng lực của con để giúp được nhiều người. Thưa thầy, cái này là cái gì vậy? Thưa thầy, thầy làm gì vậy? Lưu Di, thầy biết con không có tiền nên đã chuẩn bị trước. Đây là chút tâm ý của ta, con hãy nhận đi. Thưa thầy, mấy năm nay học sinh được học hành ở trường của thầy, một văn tiền thầy cũng không lấy, lại còn hết lòng dạy dỗ, thậm chí dạy còn tốt hơn các trường thu phí khác. Thầy đã thay đổi nhân sinh quan của một học trò nghèo như con. Điều này đối với con là một sự hỗ trợ rất lớn. Dù thế nào, con cũng không lấy tiền của thầy đâu. Được được được, cứ coi như thầy cho con mượn đi. Một ngày là thầy, cả đời là thầy. Lời thầy nói con cũng không nghe nữa phải không? Thưa thầy, con hứa nhất định sẽ tham gia kỳ thi. Lộ phí con sẽ tìm cách gom đủ. Thầy không cần lo lắng. Thầy lấy tiền về đi ạ. Cái gì? Cậu muốn đi làm kiếm tiền lộ phí tham gia khảo thí hả? Phải cần nhiều tiền lắm đó. Trên đường đi chúng ta tiết kiệm một chút, cũng không phải cần nhiều lắm. Cùng nhau đi đi. Chúng ta là học trò, tay chối gà cũng không chặt. Chủ nào muốn mướn chúng ta chứ? Mình thấy hay là thôi đi. Chỉ cần có lòng thành, vàng đá cũng phải tan. Khi chúng ta mới quen nhau, mình đã nói với cậu ước mơ của mình. Cậu còn nhớ không? Sao chứ? 3 năm trước, xảy ra nạn châu chấu. Lý đại thúc trong thôn chúng ta đã hơn 50 tuổi rồi, mới sinh được một nữ nhi. Nhưng vì không có thức ăn, mà đứa bé chưa đầy 1 tuổi đã chết đói. Mình đã nói sau này nếu đủ khả năng, mình sẽ dựng lên vài quán cháo để giúp cho những gia đình nghèo. Đúng rồi, cha mẹ mình khi đó cũng vì đói mà chết. Chỉ để lại cho mình miếng ngọc này thôi. Chúng ta hiện giờ khi học được nhiều thứ từ thầy, nhưng năng lực rất yếu. Việc thực sự có thể làm được chẳng có bao. Cậu nghĩ xem, nếu cậu có thể làm quan thì năng lực của cậu rất lớn. Nếu có một ngày cậu có thể vì nước tận trung, vì bá tánh mà là một vị quan phụ mẫu chân chính, cha mẹ cậu trên trời có linh thiêng cũng sẽ được an vui. Cậu nói có đúng không? Tớ nghe người ta nói ông chủ Lý, ông chủ nhà tắm Lý Thị trong thôn của chúng ta là một người tốt. Hay là chúng ta đi hỏi ông ấy xem có cần người giúp việc không? Nhà tắm hơi, bây giờ là mùa hè thì có bao nhiêu người tới tắm chứ? Ông ấy có chịu cho chúng ta làm không? Chúng ta cứ đi hỏi trước đã. Có lòng thành thì vàng đá cũng phải tan mà. Chào Trương công tử. Nóng quá đi. Được, các cậu có lòng như vậy cũng không dễ kiếm. Ngày mai hãy đến làm việc đi. Đa tạ ông chủ Lý. Chỉ cần tiền do chính mình làm việc kiếm ra thì không có gì đáng xấu hổ cả. Còn muốn tiêu tiền mà ngửa tay xin người khác mới là mất mặt. Chi sở dục giả, bất dĩ kỳ đạo đắc chi, bất xử giả. Bần giữ tiện thị nhân chi sở ố giả. Bất dĩ kỳ đạo đắc chi, bất cứ giả. Thưa thầy, chúng con xin phép đi ạ. Con chào thầy, con chào thầy. Xin chào.
Không ngờ chúng ta có thể kiếm đủ tiền lộ phí. Lúc đó nghe lời cậu là đúng rồi. Trương sĩ, sao cậu không may một cái hầu bao? Cẩn thận chứ, không rơi hết tiền. Mình không cần hầu bao đâu, phiền phức lắm. Lưu Đài, đừng có lo nói tớ. Cậu xem tiền của cậu không phải cũng rơi đó thôi. Đây không phải là tiền của mình, chắc là của ai đó làm rớt. Cái này là sao? Còn mới nhặt được cái này trên sàn, không biết có ai đánh rơi. Làm rất tốt đó Lưu Đài. Tiệm chúng ta tuy nhỏ nhưng nghĩa khí thì không thể thiếu. Đồ của người khác, chúng ta nên tìm cách trả về cho nguyên chủ. Ta lập tức đi hỏi xem ai đã đánh rơi. Nếu không tìm được thì ta cũng thấy khó chịu. Ông chủ đúng là người tốt. Lần nào nhặt được đồ thất lạc đều cố gắng tìm trả lại cho chủ của chúng. Nhưng mà sức khỏe của ông chủ không được tốt. Mình thực sự muốn giúp cho ông ấy. Khi nào có việc hẳn hay, chúng ta còn chưa đi làm nữa. Đi thôi, đi gánh nước. Ta lập tức đi hỏi xem ai đã đánh rơi. Nếu không tìm được thì ta cũng thấy khó chịu. Trời ơi, bộ đồ mới của ta. Tí nữa làm sao đi gặp ông chủ Dương đây. Xin lỗi, tôi thật tình không cố ý. Để tôi lau cho ngài. Thật tình rất xin lỗi. Xin lỗi cái gì? Xin lỗi thì có thể giải quyết được hay sao? Chút nữa ta phải đi gặp một nhân vật rất quan trọng. Bây giờ như vậy còn có thể đi gặp được người ta sao? Đồ của ta, ngươi nhìn đi. Đây là cực phẩm tơ tầm thượng hạng. Một bộ là 6 lượng hoàng kim. Hôm nay lần đầu tiên ta mặc lại bị ngươi làm hư. Đền tiền đi. 6 lượng hoàng kim, quá nhiều. Tôi thực sự không đền nổi đâu. Ngươi, vị khách quan, hắn chỉ là một học trò phụ việc, thực sự là không thể bồi thường nổi nhiều tiền như vậy. Ngài là đại nhân đại lượng, xin đừng chấp nhất với hắn. Năm nay ngài đến chỗ tôi sẽ không lấy tiền, được chứ? Bỏ đi hạ huynh, chúng ta còn việc quan trọng cần làm. Huynh xem cậu ta cũng không phải cố ý, đừng tính toán nữa. Vậy thì bớt một nửa, đền 3 lượng hoàng kim thôi. Thôi được, vậy tôi đi lấy cho ngài. Ngài xem, đây là toàn bộ số tiền của tôi. Lẽ ra để làm lộ phí chuẩn bị cho kỳ ứng thí. Ngài hãy lấy hết chỗ tiền này. Xin đừng lấy tiền của ông chủ của chúng tôi. Người nào làm, người đó chịu có được không? Được rồi, làm người phải có lòng khoan dung. Huynh hà tất phải làm khó một người làm thuê. Hơn nữa chúng ta trên mình còn nhiều việc quan trọng. Mau đi thôi. Vậy thì thôi. Thấy người một lòng trung thành với chủ như vậy, đúng là xui xẻo. Lưu Di, vị khách mới nãy sao không chờ ta trả tiền mà đi mất rồi? Dạ. Ông chủ Lý, con và Trương Sĩ ngày mai phải lên tỉnh thành dự thi rồi. Đa tạ ông chủ thời gian này đã giúp đỡ chúng con. Đừng nói như vậy. Ta luôn coi tiểu bối các cậu như con của mình. Mọi người giúp đỡ lẫn nhau mới có nhà tắm của chúng ta ngày hôm nay. Hai cậu phải thi cho tốt. Sau này có dịp ghé về đây thăm. Cứ coi như chỗ này giống như là nhà của hai cậu. Ông chủ, con nhất định sẽ trở về thăm mọi người. Hôm nay để cho con ở đây làm thêm một chút nữa. Sau này con sợ không còn cơ hội gặp lại mọi người. Con cũng muốn ở lại đây với mọi người thêm chút nữa. Ngày mai con biết bao giờ mới có thể gặp lại, được không ạ? Đương nhiên là được rồi. Lưu Đài, thầy nói dạ dày của mình không tốt. Cậu có biết dạ dày ở đâu không? Mình không rành lắm, chắc là ở đây. Cậu cũng không biết hả? Vậy mình đi hỏi người khác. Mình vẫn còn một đồng tiền. Mình chỉ còn lại một đồng tiền thôi. Lưu Đài, mau đưa cái khăn lau cho ta. Cái gì đây? Cậu chậm thật đấy. Không cần qua nữa. Tìm được khăn lau rồi.
Trước giờ mình chưa từng thấy nhiều tiền như vậy. Trần Thọ phụng chỉ. Trong nhà tắm này đâu có ai tên là Trần Thọ. Chắc là có khách làm mất rồi. Nhiều tiền vậy, chắc chắn họ rất nóng ruột. Lưu Đài, cậu ở ngoài đó làm gì vậy? Ông chủ bị ho nặng như vậy. Bây giờ nếu để cho ông chủ vì bọc tiền này mà lo lắng, thân thể ông làm sao chịu được đây? Ngày mai mình rời khỏi đây rồi, ân đức của ông chủ mình còn chưa báo đáp. Hay là mình thay ông chủ giữ giùm cho người làm mất? Ông chủ Lý, qua đây một lát. Được, tôi qua liền. Làm vừa thôi, ngày mai còn phải khởi hành, đừng quá sức. Dạ, con biết rồi, người cứ yên tâm ạ. Lưu Đài, cậu không sao chứ? Ông chủ, ông về trước đi. Tối nay con muốn để ở chỗ này thêm chút nữa, còn sẽ giúp ông canh cửa. Ông đừng lo. Được rồi, trời tối đừng để bị cảm lạnh. Dạ, cảm ơn ông chủ. Ông chủ, ông cũng phải giữ gìn sức khỏe. Sau này con đi đến nhiều nơi hơn, nhất định sẽ giúp ông hỏi thăm có cách nào trị dứt bệnh cho ông không. Tiểu huynh đệ, tiểu huynh đệ, làm phiền một chút. Bỏ đi Hạ Quỳnh, làm người phải có lòng khoan dung. Xin hỏi cậu có nhìn thấy một bọc đồ màu xanh không? Lúc sáng tôi đi dội vàng, sau khi đi thì hình như lầm rớt ở đây. Tôi là thương nhân, số tiền đó rất quan trọng với tôi. Trong bọc đồ của ngài có những đồ gì? Có 20 thỏi vàng và một cái tên họ Trần. Do trên mỗi thỏi vàng đều có khắc chữ Trần. Đúng rồi, còn có một phong thư, trên đó ghi Trần Thọ Phụng Chi. Số tiền đó là toàn bộ gia tài của tôi. Tôi có một chuyện làm ăn rất quan trọng đều phải nhờ vào số tiền đó. Chuyện này nếu làm không xong thì cả nhà tôi sẽ tiêu đời. Tiểu huynh đệ cậu có nhìn thấy không? Đi theo tôi. Thật sự đúng như ngài nói, có một lá thư, 20 thỏi vàng không hơn không kém, trên mỗi thỏi vàng đều có khắc chữ Trần, lần sau xin hãy cẩn thận. Đa tạ tiểu huynh đệ, chỗ này coi như là một chút tâm ý của ta. Không cần đâu, nếu ngài muốn cảm ơn thì cảm ơn ông chủ của chúng tôi. Là ông chủ đã dặn dò chúng tôi, nhặt đồ của người khác phải trả lại nguyên vẹn. Quân tử dụ ư nghĩa, tiểu nhân dụ ư lợi. Ngài mau cất tiền đi, tôi trả lại đồ cho ngài không phải vì trông mong lợi ích. Nếu tôi nhận số tiền này, há chẳng phải là thành tiểu nhân ư? Tiểu huynh đệ kiên quyết không lấy, ta cũng không miễn cưỡng. Cậu tuổi còn trẻ mà đã hiểu rõ đạo nghĩa như vậy, tương lai nhất định sẽ có thành tựu lớn. Đều tại tôi hành sự lỗ mãn, gây thêm phiền phức cho tiểu huynh đệ rồi. Nếu sau này có duyên gặp lại, ta nhất định sẽ tìm cách báo đáp tiểu huynh đệ. Ta vẫn còn có việc gấp, xin cáo từ. Sau này gặp lại.
Amém.